Cô xin chào tất cả các em. Cô tên là Lê Thị Mai Phương, giáo viên lớp 3 trường tiểu học B Long Thạnh. Hôm nay, cô sẽ hướng dẫn cho các em học tiết tập đọc thứ 2 tuần 19. Đó là bài Báo cáo kết quả tháng thi đua noi gương chú bộ đội. Tuy nhiên, bài này đã được giảm tải, chúng ta không học. Cô sẽ hướng dẫn cho các em thay thế bằng bài luyện đọc với hai bài tập đọc, đó là bài Hai Bà Trưng và bài Trần Bình Trọng. Để học tốt tiết học hôm nay, cô cần các em chuẩn bị sách tiếng Việt lớp 3 tập 2, tập viết, thước, bút chì. Và đặc biệt, các em phải ngồi học ở một nơi thật yên tĩnh và đầy đủ ánh sáng. Sau tiết học hôm nay, các em cần đạt được một số mục tiêu sau: biết ngắt nghỉ hơi đúng sau dấu câu, giữa các cụm từ. Bước đầu biết đọc với giọng phù hợp với diễn biến của truyện. Nhớ lại nội dung bài Hai Bà Trưng, ca ngợi tinh thần bất khuất, chống giặc ngoại xâm của Hai Bà Trưng và của nhân dân ta. Trả lời được các câu hỏi tìm hiểu bài. Bây giờ, cô và các em cùng vào tiết học. Ở hoạt động thứ nhất, cô sẽ hướng dẫn cho các em luyện đọc lại bài Hai Bà Trưng. Cô mời các em mở sách giáo khoa trang số 4, số 5. Các em đọc thầm theo cô. Hai Bà Trưng. Thuở xưa, nước ta bị giặc ngoại xâm đô hộ. Chúng thẳng tay chém giết dân lành, cướp hết ruộng nương màu mỡ. Chúng bắt dân ta lên rừng săn thú lạ, xuống biển mò ngọc trai, khiến bao người thiệt mạng vì hổ báo, cá sấu, thuồng luồng. Lòng dân oán hận ngút trời, chỉ chờ dịp vùng lên đánh đuổi quân xâm lược. Bấy giờ, ở huyện Mê Linh có hai người con gái tài giỏi là Trưng Trắc và Trưng Nhị. Cha mất sớm, nhờ mẹ dạy dỗ, hai chị em đều giỏi võ nghệ và nuôi chí lớn giành lại non sông. Chồng bà Trưng Trắc là Thi Sách cũng cùng chí hướng với vợ. Tướng giặc Tô Định biết vậy, bèn lập mưu giết chết Thi Sách. Nhận được tin dữ, hai bà Trưng liền kéo quân về thành Luy Lâu hỏi tội kẻ thù. Trước lúc trảy quân, có người xin nữ chủ tướng cho mặc đồ tang. Trưng Trắc trả lời: không, ta sẽ mặc giáp phục thật đẹp để dân chúng thêm phấn khích, còn giặc trông thấy thì kinh hồn. Hai bà Trưng bước lên bành voi, đoàn quân rùng rùng lên đường. Giáo lao, cung nỏ, rìu búa, khiên mộc cuồn cuộn tràn theo bóng voi ẩn hiện của hai bà. Tiếng trống đồng dội lên vòm cây, đập vào sườn đồi, theo suốt đường hành quân. Thành trì của giặc lần lượt sụp đổ dưới chân của đoàn quân khởi nghĩa. Tô Định ôm đầu chạy về nước. Đất nước ta sạch bóng quân thù. Hai bà Trưng trở thành hai vị anh hùng chống giặc ngoại xâm đầu tiên trong lịch sử nước nhà, theo Văn Lan. Cô đã đọc lại cho các em nghe bài Hai Bà Trưng. Bây giờ, cô sẽ nhắc lại cho các em nhớ. Khi đọc bài này, các em cần chú ý đọc rõ ràng, mạnh mẽ, ngắt hơi đúng sau các dấu câu và giữa các cụm từ. Các em biết thay đổi giọng đọc phù hợp với nội dung của từng đoạn. Và đặc biệt, các em chú ý nhấn giọng ở các từ ngữ sau: thẳng tay, chém giết, lên rừng, xuống biển, giỏi võ nghệ. Ngoài giọng đọc phù hợp thì các em còn phải biết đọc đúng các từ khó. Cô đọc mẫu một lần: Luy Lâu, phấn khích, cuồn cuộn, trảy quân. Cô đọc lại một lần nữa, các em đọc thầm theo: Luy Lâu, phấn khích, cuồn cuộn, trảy quân.
Ngoài việc đọc đúng các từ khó trong bài, các em còn phải biết ngắt nghỉ hơi ở các câu dài. Cô sẽ hướng dẫn cho các em đọc các câu dài. Các em chú ý các từ cô in đậm màu đỏ. Đó là những từ khi đọc chúng ta cần phải nhấn giọng. Và chúng ta cũng cần phải ngắt nghỉ hơi sau các từ, các cụm từ cho phù hợp. Cô sẽ đọc qua, các em đọc thầm theo. Giáo lao, cung nỏ, rìu búa, khiên mộc, cuồn cuộn tràn theo bóng voi ẩn hiện của hai bà. Tiếng trống đồng dội lên vòm cây, đập vào sườn đồi, theo suốt đường hành quân. Cô có câu thứ hai cần luyện đọc. Chúng ta cũng chú ý như câu ban đầu. Cô đọc mẫu, các em đọc thầm theo. Không, ta sẽ mặc giáp phục thật đẹp để dân chúng thêm phấn khích, còn giặc trông thấy thì kinh hồn. Các em lên luyện đọc các câu dài trước, sau đó chúng ta sẽ đọc lại bài nhiều lần thì giọng đọc của chúng ta sẽ hay hơn và diễn cảm hơn. Bây giờ cô sẽ hướng dẫn cho các em giải nghĩa lại một số từ mà chúng ta đã học hôm trước. Từ đầu tiên, giặc ngoại xâm. Giặc ngoại xâm là giặc từ nước ngoài đến xâm chiếm. Từ thứ hai, đô hộ. Đô hộ có nghĩa là thống trị nước khác. Đây là hình ảnh minh họa về giặc ngoại xâm. Từ tiếp theo nữa, đó là từ Luy Lâu. Luy Lâu là vùng đất ngày nay thuộc huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh. Đây là hình ảnh minh họa cho vùng đất Luy Lâu. Từ tiếp theo nữa đó là trảy quân. Trảy quân có nghĩa là đoàn quân lên đường. Tiếp theo, các em quan sát vào trong tranh. Các em cho cô biết trong tranh vẽ gì? Đây là những bộ giáp phục. Vậy giáp phục có nghĩa là gì? Giáp phục có nghĩa là đồ bằng da hoặc bằng kim loại mặc khi ra trận để che đỡ và bảo vệ thân thể của chúng ta. Từ tiếp theo, đó là từ phấn khích. Phấn khích có nghĩa là phấn khởi, hào hứng. Từ oán hận ngút trời. Oán hận ngút trời trong bài chúng ta không có, nhưng mà cô cũng sẽ giải thích thêm. Đó là lòng oán hận rất nhiều, chồng chất cao đến tận trời xanh. Tức là nói về thái độ tức giận. Trong bài còn có từ ngọc trai. Ngọc trai là một loại ngọc dùng để làm trang sức cho phụ nữ và nó cũng rất là đẹp. Tiếp theo, cô sẽ hướng dẫn các em tìm hiểu lại các câu hỏi mà chúng ta đã trả lời ở tiết học trước. Bây giờ, cô và các em sẽ cùng vào đoạn thứ nhất. Các em nghe cô đọc và đọc thầm theo để tìm ra câu trả lời cho câu hỏi số 1. Hai bà Trưng. Thuở xưa, nước ta bị giặc ngoại xâm đô hộ. Chúng thẳng tay chém giết dân lành, cướp hết ruộng nương màu mỡ. Chúng bắt dân ta lên rừng săn thú lạ, xuống biển mò ngọc trai, khiến bao người thiệt mạng vì hổ báo, cá sấu, thuồn luồn. Lòng dân oán hận ngút trời, chỉ chờ dịp vùng lên đánh đuổi quân xâm lược. Các em dựa vào đoạn thứ nhất để trả lời câu hỏi. Nêu những tội ác của giặc ngoại xâm đối với dân ta. Các em bắt đầu tìm câu trả lời. Cùng so sánh với câu trả lời của cô. Những tội ác của giặc ngoại xâm đối với dân ta đó là chém giết dân làng, cướp hết ruộng nương, bắt dân ta lên rừng săn thú lạ, xuống biển mò ngọc trai, khiến bao nhiêu người phải thiệt mạng vì hổ báo, cá sấu, thuồn luồn. Bây giờ cô và các em cùng sang đoạn thứ hai. Cô sẽ đọc và các em cũng đọc thầm theo để tìm lại câu trả lời. Bấy giờ ở huyện Mê Linh
có hai người con gái tài giỏi là Trưng Trắc và Trưng Nhị. Cha mất sớm, nhờ mẹ dạy dỗ, hai chị em đều giỏi võ nghệ và nuôi chí lớn giành lại non sông. Chồng bà Trưng Trắc là Thi Sách cũng cùng chí hướng với vợ. Tướng giặc Tô Định biết vậy, bèn lập mưu giết chết Thi Sách. Bây giờ cô và các em sẽ cùng trả lời câu thứ hai. Hai bà Trưng có tài và chí lớn như thế nào? Câu trả lời của cô là: hai bà Trưng có tài đó là rất giỏi võ nghệ và có chí lớn là giành lại non sông. Bây giờ cô và các em sẽ cùng sang đoạn thứ ba. Cô đọc lại, các em đọc thầm theo. Nhận được tin dữ, hai bà Trưng liền kéo quân về thành Luy Lâu hỏi tội kẻ thù. Trước lúc trải quân, có người xin nữ chủ tướng cho mặc đồ tang. Trưng Trắc trả lời: không, ta sẽ mặc giáp phục thật đẹp để dân chúng thêm phấn khích, còn giặc trông thấy thì kinh hồn. Hai bà Trưng bước lên bành voi, đoàn quân rùng rùng lên đường. Giáo lao, cung nỏ, rìu búa, khiên mọc cuồn cuộn tràn theo bóng voi ẩn hiện của hai bà. Tiếng trống đồng dội lên vòm cây, đập vào sườn đồi, theo suốt đường hành quân. Bây giờ cô và các em sẽ cùng sang câu hỏi thứ ba. Vì sao hai bà Trưng khởi nghĩa? Các em tìm được chưa? Cùng so sánh với cô. Hai bà Trưng khởi nghĩa vì hai bà yêu nước, thương dân, căm thù giặc đã gây ra bao tội ác cho dân và lại còn giết cả Thi Sách, chồng của Trưng Trắc. Cô và các em sang câu hỏi thứ tư. Hãy tìm những chi tiết nói lên khí thế của đoàn quân khởi nghĩa. Các em tìm lại và trả lời cho cô. Câu trả lời của cô là: đoàn quân rùng rùng lên đường, thế trận cuồn cuộn, tiếng trống vang dội. Hai bà Trưng cưỡi voi đi trước và đoàn quân rùng rùng theo sau. Đó là nội dung của câu trả lời thứ tư. Cô và các em sẽ cùng đọc đoạn thứ tư và trả lời câu hỏi cuối cùng. Thành trì của giặc lần lượt sụp đổ dưới chân của đoàn quân khởi nghĩa. Tô Định ôm đầu chạy về nước. Đất nước ta sạch bóng quân thù. Hai bà Trưng trở thành hai vị anh hùng chống giặc ngoại xâm đầu tiên trong lịch sử nước nhà. Theo Văn Lang. Bây giờ, chúng ta sẽ cùng nhau trả lời câu hỏi thứ năm. Vì sao bao đời nay nhân dân ta tôn kính hai bà Trưng? Và câu trả lời của cô là: hai bà Trưng là người lãnh đạo nhân dân ta giải phóng đất nước. Hai bà Trưng đã giành được độc lập cho đất nước. Đó là nội dung của câu trả lời thứ năm. Nếu các em trả lời đúng hết tất cả các câu hỏi thì cô có lời khen cho các em. Và cô có một số hình ảnh minh họa cho bài của chúng ta. Đây là hình ảnh minh họa cho lối vào thành cổ Luy Lâu ở Thuận Thành, Bắc Ninh. Còn đây là đền thờ của hai bà Trưng ở huyện Mê Linh, tỉnh Vĩnh Phúc. Đây là chúng ta chụp gần. Còn đây là hình ảnh chụp từ xa. Đó là toàn bộ nội dung về bài Hai Bà Trưng. Bây giờ cô và các em sẽ sang hoạt động 2, luyện đọc bài Trần Bình Trọng. Cô mời các em mở sách giáo khoa trang 11, đọc thầm theo cô bài Trần Bình Trọng. Trần Bình Trọng, năm 1285, giặc Nguyên sang cướp nước ta. Trần Bình Trọng chỉ huy một cánh quân, không may sa vào tay giặc. Giặc dụ dỗ ông đầu hàng, hứa phong tước vương cho. Trần Bình Trọng khẳng khái trả lời: ta thà làm ma nước Nam, chứ không thèm làm vương đất Bắc. Giặc tức giận, giết ông. Khi ấy, ông mới 26 tuổi.
Qua phần đọc bài Trần Bình Trọng, các em cho cô biết đoạn văn giới thiệu về ai? Đoạn văn giới thiệu về ông Trần Bình Trọng. Đây là đôi nét về ông Trần Bình Trọng. Trần Bình Trọng sinh năm 1259 và mất năm 1285. Ông là danh tướng thời Trần. Ông là người có công lớn hộ giá bảo vệ cho hai vua Trần, đó là vua Trần Thánh Tông và Trần Nhân Tông, trong cuộc kháng chiến chống quân Nguyên Mông lần thứ hai. Ông hy sinh khi trận quân Nguyên ở Bãi Thiên Mạc, được truy phong làm Bảo Nghĩa Vương. Đó là đôi nét về ông Trần Bình Trọng. Trong bài còn có một số từ cần giải nghĩa, đó là từ tước vương. Tước vương có nghĩa là bậc cao nhất trong các tước vị thời xưa. Từ tiếp theo, khảng khái. Khảng khái có nghĩa là cứng cỏi, không chịu khuất phục. Đây là nội dung của bài chính tả, chúng ta sẽ viết trong thời gian sắp tới. Cô hy vọng các em đọc đi đọc lại nhiều lần bài này để chúng ta viết chính tả được đúng hơn. Bây giờ cô và các em sẽ cùng đọc lại một lần nữa. Trần Bình Trọng, năm 1285, giặc Nguyên sang cướp nước ta. Trần Bình Trọng chỉ huy một cánh quân, không may sa vào tay giặc. Giặc dụ dỗ ông đầu hàng, hứa phong tước vương cho. Trần Bình Trọng khẳng khái trả lời: ta thà làm ma nước Nam, chứ không thèm làm vương đất Bắc. Giặc tức giận, giết ông. Khi ấy, ông mới 26 tuổi. Sau khi đọc bài Trần Bình Trọng, thì các em cho cô biết đoạn văn này cho em biết thêm được điều gì? Qua bài Trần Bình Trọng thì cô biết được thêm, đó là ông Trần Bình Trọng là một người có tinh thần yêu nước, dũng cảm, khảng khái và dám hy sinh cả tính mạng của mình để bảo vệ non sông đất nước. Qua hai bài tập đọc chúng ta ôn tập, cô hy vọng các em về nhà sẽ xem lại bài, đọc lại bài và trả lời lại các câu hỏi mà chúng ta đã tìm hiểu bài, đặc biệt là bài Trần Bình Trọng, để các em viết chính tả được tốt hơn. Ngoài ra các em cũng đừng quên chuẩn bị trước bài Ở Lại Với Chiến Khu, sách giáo khoa trang 13. Tiết học của chúng ta đến đây là kết thúc. Cô xin chào các em và xin hẹn gặp lại các em ở các tiết học sau.